Chỉ vì ham vui mà dân anh rủ hai bạn đi theo ông Thắng, người quen cách nay đã gần 3 năm. Các em lén lút bỏ đi mà gia đình không hề hay biết. Sự việc đã khiến các bậc phụ huynh một phen hú vía. Chạy lên trường là xe đi rồi, tôi chạy về tôi báo công an. Với mẹ em bé này nó khóc muốn xỉu luôn. Làm việc với cơ quan chức năng huyện Tân Hiệp, ông Thắng cho biết đến rước ba em học sinh tiểu học đến Châu Đốc chơi. Tuy nhiên, việc đưa các em đi cách xa cả trăm cây số một cách lén lút, thiếu minh bạch khiến người dân nghi ngờ. Ông sư đó quen với cha mẹ nó, tại sao đi mà không cho cha mẹ nó đi? Cái vấn đề nghi vấn là ở dư luận địa phương người ta đặt vấn đề đó. Kể cho hàng xóm là con mới vừa đưa tiễn ba đứa bạn con lên xe mà lên ông nhà sư nó kêu đi tu 7 năm rồi về. Thông tin bắt cóc đã được chính quyền huyện Tân Hiệp bác bỏ, nhưng các bậc phụ huynh cũng nên cảnh giác với những câu chuyện tương tự. Tôi đề nghị là quý phụ huynh trước hết thì cũng phải là thường xuyên theo dõi quản lý con em mình để cho đảm bảo an toàn. Rồi dạy dỗ con em mình là cũng không nên đi ở nơi xa khi chưa có ý kiến đồng thuận của cha mẹ. Câu chuyện là sự nhắc nhở chung đối với nhà trường, gia đình cần quan tâm giáo dục con em mình nhiều hơn khi tiếp xúc với người lạ. Đó là cách tốt nhất bảo vệ các em trước những cạm bẫy trong cuộc sống.